Đây là con Panasonic đời cũng cổ như quý vị, cái này là 9 ký loại thông thường thôi. Nhưng mà tại vì chủ nhà xài kỹ á, cho nên bắt đầu là nhìn thấy nó cũng còn tương đối khá là mới. Thì hôm nay đây mình đến tới đây mình tiến hành mình vệ sinh lồng máy giặt của con Panasonic này. Và đây là lần thứ hai mình mới làm con này rồi, cách đây khoảng chừng tầm khoảng nửa năm trước mình có đến làm. Thì hôm nay đây mình đến đây mình xử lý cái máy, theo như cái lời kể của anh thì quần áo nó bị sâm kim, nó dính ba cái chất dơ gì đó lên trên cái áo và những cái loại mà giải màu trắng của anh. À, làm chút xíu các bạn thấy là cái con này mục à, nó mục đó. Khi mà dắt á, bắt đầu đã có hiện tượng đập thùng chút xíu nhẹ rồi. Tại vì sao? Cái chân nó yếu, bởi vì cái tao nó đã mục rồi. À, cái đây là cái hiện tượng các bạn lưu ý nha. Khi mà sử dụng lâu ngày, chúng ta cần phải lưu ý cái chuyện đó. Và đây cái tiếp mình dùng để mở cái đầu tiếp 36, 38 chứ. Đó, mở ra, dùng cái búa đánh nó ra. Và cái tay tôi quay, một tay quay, một tay tôi mở ra. Cho nên không có tiện để mà mãi gì các bạn xem á. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu là mở ra hết, sau đó mới dời cái lồng máy giặt nó ra, rồi tháo từng chi tiết ở trong cái lồng máy giặt á, tất cả những cái miếng xanh xanh các bạn thấy không, cái chất dơ lâu ngày đó, đó là cái nguyên nhân mà nó những cái chất dơ nó bám lên trên cái quần áo của cái anh khách mà anh có chia sẻ lên với tôi á. Đây, nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay đến đây là phải xử lý tất cả cái thùng máy giặt này sao cho nó sạch. Và bên trong lòng các bạn thấy không, nó cũng có dấu hiệu là dính những cái chất bẩn dơ. Bởi vì sao các bạn biết không, cái vì cái anh súng khách này nè, ảnh cho rằng là cuối năm rồi, cuối năm rồi ảnh dùng cái những cái tấm thảm mà để lóc vậy chân. Từ xưa tới giờ thì sao, để xin nhau mà thầm nói. Đó, là bắt đầu. Trời ơi, quá trời luôn nè. Đâu có nút vệ sinh lọc giặt nào mà làm sạch được như cái súng bơm này, nó xịt từng nơi từng chỗ từng góc từng cạnh luôn mà. Nó quá trời thì chết dơ nè, trời ơi khủng khiếp. Mà sao đợt này nó dơ dữ, mau dơ dữ rồi đó. À, chắc vậy đó, chứ lại ba em giặt tắm cái tắm lóc chân cái gì. À, giặt thảm, cho giặt thảm nữa à. Nó dơ thì công nhận nó dơ thì nè. Quá trời lâu nay rồi. Khủng khiếp luôn. Này vệ sinh xong là hết bị cái đó xong kim á, xong kim. Rửa cuối năm rồi rửa cho nó kỹ luôn, rửa một lần 2 năm sau quay lại.